Chào các bạn, trong phần bài học cũng là phần project cuối cùng của chương học này thì mình muốn giới thiệu với các bạn một cái phương pháp là kết hợp giữa điều chỉnh và hòa trộn tức là kết hợp giữa adjustment và blend để tạo ra những cái phong cách màu khác nhau trên bức ảnh Trong phần bài học này thì mình muốn giới thiệu với các bạn một cái cách là điều chỉnh màu nhưng kết hợp với một không gian màu rộng hơn nằm ở trong cái phần không gian màu đó là lab color như các phần bài học về không gian màu mình đã từng nói với các bạn về cái không gian màu này thì lab color có một cái không gian sở hữu số lượng màu lớn hơn rất là nhiều so với CMYK và nó cũng lớn hơn có nhiều màu hơn không gian màu RGB. Trên đôi khi trong quá trình làm việc bạn muốn sở hữu những cái màu mà nó đẹp mắt và tươi thì chúng ta nên để bức ảnh sang cái không gian màu là Lab Color. ở tình huống này thì để cho cái công việc nó diễn ra được suôn sẻ thì mình sẽ nhân đôi cái file làm việc. các bạn vào trong menu Image chúng ta sử dụng một lệnh là Duplicate. lệnh Duplicate sẽ tạo ra cho các bạn một cái file mới. ở đây mình sẽ ghi là cái file channel copy nó là cái file được nhân ra bởi cái file channel .jpeg mà chúng ta đang có ở đây bạn thấy file channel copy nó được đẩy ra ở đây bạn chú ý trên thanh tiêu đề bởi vì chúng ta có thể nhầm lẫn giữa hai file này thế trong tình huống đối với cái file channel copy ở đây thì bạn nhìn thấy ở trên cái file ảnh gốc của mình do mình đã có một cái thư mục tham khảo để các bạn xem cái thư mục gốc của mình để biết được mình tạo ra các cái blend kiểu như thế nào mình sẽ xóa bỏ cái thư mục đó đi sau đó là vào trong channel copy này mình sẽ di chuyển đến mode và điều chỉnh nó sang không gian màu là lab color Bây giờ bạn nhìn thấy trên thanh tiêu đề nó đã xuất hiện chữ lab và soạt 8 như vậy là bức ảnh chúng ta đang ở không gian màu lab. Bạn kéo cái bảng channel hoặc là mở bảng channel ra, bạn sẽ nhìn thấy trên bảng channel bây giờ không gian của chúng ta nó sẽ chuyển sang là không gian màu lab color. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái màu sắc trên bức ảnh này bằng việc là điều chỉnh cái kênh màu thành phần của không gian màu lab. Mình sẽ chọn vào kênh A, như các bạn còn nhớ ở bài trước, kênh A là một cái kênh đại diện cho giá trị màu từ red to green. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh sắc độ của kênh A. Lưu ý với các bạn là lúc mà chúng ta lựa chọn vào kênh A thì lập tức nó sẽ hiển thị kênh A ra, đồng thời nó sẽ không hiển thị kênh lab. Vì thế chúng ta sẽ phải kích trở lại con mắt trên kênh lab để có được cái hiển thị giống như bài mẫu mình đang làm ở đây. Bây giờ mình sẽ ấn Ctrl L để mở công cụ level. Mình sẽ điều chỉnh thử giải sắc độ của kênh A. Bạn sẽ thấy là khi điều chỉnh nó thì màu đỏ sẽ bị thay đổi và ta tăng cường được màu đỏ lên và màu green sẽ được tăng cường lên nếu như bạn kéo thanh trượt black point ở chỗ này. Như vậy là A là đại diện cho giải màu từ red to green bạn ấn ok bạn thấy bức ảnh chúng ta màu sắc nó tương đối là rực rỡ bây giờ mình làm tương tự với kênh màu b và sau đó mình cũng kéo cái này lên để tăng cường là cái giải màu từ blue to yellow bạn nhìn thấy hai màu xanh blue và yellow được đẩy lên rất là mạnh kết quả là mình có được một bức ảnh với không gian màu lab bạn thấy màu sắc vô cùng rực rỡ tức là ta có một cái số lượng màu cực kỳ lớn trên không gian màu này bây giờ mình sẽ chuyển về kênh lab bằng cách kích con chuột vào kênh lab ở đây bạn di chuyển về bảng layer ta chọn hình ảnh đó tấn ctrl a để lựa chọn nó và ấn lệnh copy trên menu edit Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển trở về channel. Vừa rồi ta đã thực hiện một thao tác là thao tác điều chỉnh. Thao tác này chúng ta đã từng học ở các bài trước về phương pháp điều chỉnh màu theo kênh. Bây giờ mình sẽ chuyển về cái bảng là mình sẽ chuyển về file ảnh gốc là channel, cái file mà trước khi ta nhân đôi nó ra. Ta chọn cái layer đó trên bảng layer, sau đó ta ấn lệnh paste. Ctrl V vào. Cái layer mà ta vừa cóp bên cái file channel copy này, bây giờ nó được đẩy về cái file channel của chúng ta và nó được đặt phía bên trên. Bây giờ sau khi ta có một layer đã được chỉnh, ta sẽ kết hợp giữa chỉnh và hòa trộn. Lúc này nó mới thực sự là blend bởi vì blend có nghĩa là hòa trộn. Chúng ta sẽ thường chúng ta thường hay hiểu nhầm giữa thuật ngữ adjustment và thuật ngữ blend. Với những người mà làm Photoshop thông thường chúng ta hay thường gọi chung nó là thuật ngữ blend màu, nhưng thực chất blend màu là sẽ bao gồm hai việc điều chỉnh màu và hòa trộn màu. Ở đây mình vừa chỉnh xong, bây giờ mình sẽ trộn. Bây giờ bạn chọn cái layer mới này và mình đưa nó vào một chế độ hòa trộn là chế độ soft light chẳng hạn bạn thấy là ngay lập tức ta có được một cái màu giữa không gian màu lap nó được hòa trộn với cái bức ảnh gốc của chúng ta tạo ra những cái vùng màu phía sau và vùng màu trên bức ảnh nó rất là tươi dịu và khá là đẹp bạn có thể bật tắt con mắt đây là một cái động tác chỉnh mà để có được các vùng màu khác nhau có sự tương phản đẩy lên rất là mạnh mẽ điều này bạn rất là khó làm với những cái công cụ điều chỉnh màu mà ta có trong cái nhóm adjustment ta học lúc trước bởi vì nếu mà điều chỉnh được là bạn sẽ phải mất rất nhiều công trên từng vùng một tuy nhiên ở đây bạn thấy chỉ một động tác trộn thôi mình đã tạo ra được một cái tôn màu rất là tươi cho cái bức ảnh của chúng ta tuy nhiên là sau khi trộn xong rồi thì chúng ta vẫn còn có thể điều chỉnh nó nếu như ta thấy nó đậm quá thì ta có thể giảm bớt opacity đi để có được giá trị nó hài hòa và vừa phải hoặc bạn có thể tăng cường nó lên tùy theo ý thích của bạn trong trường hợp này thì mình phát hiện ra là khi trộn xong thì cái bức ảnh của chúng ta nó bị cháy bết ở những cái vùng đen đen bởi vì chế độ hòa trộn soft light là chế độ tăng cường tương phản cho nên là vùng tối nó bị tăng cường mạnh lên tương tự như vùng sáng nó cũng được đẩy mạnh lên chính vì thế mình sẽ phải sử dụng thêm một kỹ thuật là loại bỏ cái phần màu đen hay là màu tối ở trên bức ảnh gốc đó đi bằng cách là chúng ta có thể kích đúp vào cái layer này rồi bạn nhìn thấy trên bảng layer style blending option ta có một thanh trượt trong nhóm blend if bạn kéo cái này lên thì nó sẽ loại bỏ vùng tối tuy nhiên là nếu mà bỏ bằng cách này thì bạn thấy nó loang nổ trông rất là buồn cười theo mình sẽ không sử dụng cách này mình sẽ bỏ cách này đi. Một số tutorial thì hướng dẫn bạn làm bằng cách này, tuy nhiên là nó với nó phù hợp với một số tình huống cụ thể thôi. Mình thì thích cái cách nó phổ thông và đơn giản hơn. Đó là mình sẽ vào menu select với cái layer đó đang được chọn, mình sẽ dùng chức năng là color Ranger. Cái này mình đã từng hướng dẫn các bạn một lần rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái chế độ là lựa chọn vùng shadow. Ấn ok, bạn thấy toàn bộ vùng shadow trên bức ảnh sẽ được lựa chọn. Sau đó mình sẽ thêm vào một giá trị là feather khoảng 30 pixel là vừa đủ bạn thấy là một cái vùng chọn được tạo ra trên các vùng xa đâu lúc này mình sẽ đặt mặt nạ cho layer hình ảnh này với các vùng xa đâu đó sẽ bị loại đi bằng cách kích vào biểu tượng mặt nạ bạn thấy ngay lập tức những vùng tối trên bức ảnh nó sẽ bị che đi bởi cái vùng lựa chọn các vùng tối này bây giờ mặt nạ sẽ che đi các vùng đó cho chúng ta dẫn đến tình trạng là bạn thấy là các cái vùng bết bết trên mái tóc nó không còn nữa các bạn có thể làm đi làm lại nhiều lần để hiểu ra cái cách mà mình vừa hướng dẫn cái này nó sẽ là sự kết hợp của từ bài đầu cho tới bây giờ vậy là cách thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp là trộn hai cái kênh đó lại với nhau bây giờ mình thử thực hiện một cái cách thứ hai theo một cách khác bạn thấy là cái, ta chỉ tạo ra cái cách thôi là chỉnh và trộn còn lại bây giờ chỉnh thế nào và trộn thế nào bạn mỗi một lần bạn chỉnh cái bức ảnh này theo một cách khác thì bạn lại cho ra một cái kết quả hình ảnh cuối cùng trong việc trộn nó lại khác nhau bạn nên nắm bắt cái quy luật nó là như thế bây giờ mình sẽ trở lại bức ảnh này thay vì lúc trước là mình sẽ chỉnh cái bức ảnh theo cái cách là mình tăng cường channel của nó bây giờ mình sẽ thực hiện thao tác là trộn bức ảnh này để tạo ra màu À, bạn nhớ lại phương pháp trộn kênh mình sẽ chọn thử một cái kênh line -it trên cái ảnh lab này ấn ctrl a và sau đó ta copy hình ảnh đó bây giờ mình sẽ di chuyển về kênh b mình gắn paste một cái bạn thấy là từ việc mình trộn kênh line -it trên ảnh lab xuống kênh b mình có được một cái bức ảnh nó có cái màu rất là đẹp bây giờ mình lại trở lại kênh lab và ta ấn ctrl a copy nó ta lại quay trở về bức ảnh channel kia bây giờ để thực hiện thì mình sẽ tắt bỏ cái layer điều chỉnh lúc trước mình lại bắt đầu với một phương pháp mới coi như cái này là một phương pháp bạn lưu nó ở đó để ta ghi nhớ nó thôi mình tắt bỏ cái phương pháp đó đi về mình lại ấn paste vào đây bạn thấy ta lại có hai bức ảnh nó được đặt chồng lên nhau như thế và cũng tương tự như bức ảnh trước thì mình sẽ đưa vào chế độ hòa trộn để tăng cường tương phản màu đó là soft light bạn thấy ta cho ra được một cái tôn màu vô cùng đẹp cho cái bức ảnh của chúng ta là nó vừa hơi đậm đậm vàng vừa hơi ngả ngả xanh xanh đó và chỉ một cái động tác đơn giản như thế bạn đã blend ra một cái màu theo một cái phong cách rất là hoài cổ rất là mượt mà và trông rất là lãng mạn cũng tương tự nếu như bạn cảm thấy rằng các cái vùng mà ánh sáng hay vùng đậm tối ở đây nó làm cho bức ảnh bị bết thì bạn hoàn toàn có thể dùng phương pháp Layer Mask vừa rồi để loại bỏ đi những cái vùng tối đó. Trường hợp này mình đã có sẵn một Layer Mask cho vùng tối trên để tiết kiệm thời gian mình giữ phim an và mình kéo thẳng cái Layer Mask xuống đây, copy nó xuống đây là ta đã có cái điều chỉnh cho vùng tối đó và kết quả đạt được cho bức ảnh là rất là tuyệt vời. Bạn nhìn thấy đây là bức ảnh gốc và đây là bức ảnh sau khi chúng ta đã blend màu. Cũng với cách blend như vậy thì bạn có thể tạo ra vô vàn kiểu khác nhau Tức là bạn hoàn toàn có thể là chỉ sử dụng ngay bức ảnh này Bạn nhân đôi nó lên Sau đó là bạn vào trong menu image Bạn có thể lựa chọn một cái điều chỉnh bất kỳ ở trong này Ví dụ như channel mixer chẳng hạn Mình sẽ tăng cường cái vùng đỏ cho bức ảnh Mình tăng cường vùng này cho bức ảnh Thế là bạn tạo ra một bức ảnh Nó theo một cái tôn màu uh, Nó rất là đậm như này Để mình lấy được cái màu vàng thu ở phía sau cái background của chúng ta đó, bạn nhìn thấy phía sau background nó chuyển thành cái màu vàng thu rồi bây giờ cũng trên cái layer hình ảnh đó ta lại đặt một cái chế độ hòa trộn thế là bạn thấy là background của chúng ta nó sẽ chuyển từ xanh trở về vàng ấm thì cái cách chuyển này thì ta cũng có thể chỉnh bằng rất nhiều cách khác nhau mà không cần phải blend như cách này và cũng tương tự bạn thấy là mình copy cái mặt nạ cho nó thì ta tạo ra được cái blend theo một cách mà cái màu nó cũng rất là dịu và rất là đẹp như vậy là mình vừa hướng dẫn với các bạn một trong những cái phương pháp là giúp chúng ta có thể tạo ra và làm chủ cái thế giới màu sắc trên Photoshop rất là hiệu quả. Đó là chúng ta có thể kết hợp giữa các phương pháp điều chỉnh và các phương pháp blend trong cái bảng blending của uh, panel layer để tạo ra những cái không gian màu hay những thế giới màu cùng với việc kiểm soát những cái công cụ biên tập màu rất là hiệu rất là mới và rất là hay như là camera raw filter. Ngoài ra thì trong phần mềm chúng ta còn bắt gặp rất nhiều các lệnh điều chỉnh khác nữa. Tuy nhiên là trong giới hạn một cái lớp học là dành cho những cái bạn mới học thì mình chỉ giới thiệu những cái phần công cụ mà chúng ta thường xuyên sử dụng thôi. Nếu có điều kiện thì mình sẽ chia sẻ thêm về những cái công cụ này ở trên group Facebook của lớp học. Như vậy là chúng ta vừa kết thúc cái chương học liên quan đến blend màu và chỉnh màu cho các bức ảnh trên Photoshop. Hy vọng rằng với những cái phần trao đổi của mình trong chương học này sẽ giúp các bạn có đủ các cái kiến thức cần thiết để có thể chủ động trong việc mà chỉnh sửa màu sắc cũng như là biên tập màu sắc cho một bức ảnh trên Photoshop cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và chúng ta còn gặp lại nhau ở các trường học kế tiếp với các cái mảng công việc khác nhau nữa